trong lúc mà làm việc thì đôi lúc là chúng ta sẽ cần phải sắp xếp các đối tượng vào với nhau. Thế là để sắp xếp thì chúng ta sẽ có hai cái trợ giúp như thế này. Các bạn có thể bật các cái đường lưới, các đường dẫn lên bằng cách là bấm vào một trong những biểu tượng này, biểu tượng show guide. Thì khi các bạn bấm như thế này thì nó sẽ hiện lên một cái hệ lưới và các ô vuông như thế này. Đấy. Hoặc các bạn có thể sử dụng một cái phương pháp khác là kéo các cái đường gióng. Kéo các đường gióng là như thế nào? Kéo các đường gióng là các bạn bấm vào cái thước ngang hoặc thước dọc, các bạn kéo những cái đường gióng như thế này xuống tài liệu. Đường ngang thì bạn kéo từ thước ngang, đường dọc thì bạn kéo từ thước dọc. Đấy. Và lúc này thì chúng ta có thể là sắp xếp các cái đối tượng vào những cái tọa độ mà đã được đánh dấu bằng những cái thước như thế này. Đấy. Thì thực ra thì các chương trình đồ họa đều có cái này. Tuy nhiên là trong Corel thì nó có một cái điểm đặc biệt hơn, tức là nó còn giúp chúng ta là làm việc với các đường chéo nữa. Đường chéo nữa chứ không phải chỉ đường dọc, đường ngang. Thế thì chéo này thì trước khi mà nói về đường chéo thì chúng ta lại phải nói về cái cách quay một cái đối tượng ở trong Corel như thế nào. Một đối tượng mà đang được chọn thì nó sẽ được đánh dấu bởi 8 cái tay nắm điều khiển màu đen bao xung quanh như thế này, và có một cái tâm chữ X, đấy là xác định tâm của đối tượng. Tuy nhiên là khi mà chúng ta bấm vào một đối tượng thêm một lần nữa, đối tượng đã được chọn rồi mà chúng ta bấm thêm một lần nữa thì nó sẽ xuất hiện ra cái tâm quay. Và lúc này nếu như mà tôi bấm vào một cái điểm là cái mũi tên hai chiều góc này thì tôi có thể là xoay một cách thủ công. Tôi xoay một cách thủ công cái đối tượng này. Thế thì cái đường gai này của chúng ta, đường gai này của chúng ta thì ngoài những cái hướng thẳng hoặc là hướng ngang thì tôi có thể là bấm vào một đường gai để tôi chọn nó. Một đường gai được chọn thì sẽ khác đường gai còn lại ở màu sắc. Đường gai được chọn sẽ có màu đỏ. Tôi có thể là bấm chọn nó là tôi di chuyển đó, hoặc tôi có thể xóa bằng cách là nhấn phím delete ở trên bàn phím. Tuy nhiên nếu như tôi bấm chọn nó thêm một lần nữa thì nó cũng sẽ xuất hiện gì đây ạ, xuất hiện cái góc xoay. Các bạn có thể bấm vào cái mũi tên này để các bạn xoay một cách thủ công, hoặc các bạn có thể gì đây nhập một cái tham số ở đây để xoay nó theo một con số chính xác. Thế và khi mà chúng ta đã có được những cái đường gai mà nó theo cái đường chéo như thế này thì tôi có thể là dùng nó để mà dựa trên những cái góc nghiêng như này để tôi vẽ ra những cái đối tượng mà có góc nghiêng luôn. Ví dụ vừa nãy chúng ta đã nói về cái three point rectangle này chẳng hạn. Đấy, tôi vẽ nghiêng nó theo một góc bao nhiêu đấy thì tôi chỉ cần là gióng theo cái đường này thôi và tôi kéo thì cái hình của tôi nó cũng sẽ gì đấy nghiêng theo góc được xác định đó. Thì đấy là những cái thứ mà chỉ có Corel có thôi. Đấy. Ví dụ như vẽ hình nghiêng luôn hoặc là xoay thành ra cái đường gióng, đường guideline chéo như này thì đây là một gần như là kiểu hàng độc quyền của thằng Corel đây. Các chương trình khác thì không làm được cái trò này. Thế và nhân đây thì cũng giới thiệu luôn một cái thao tác mà các bạn cũng có thể làm rất là nhiều ở trong Corel. Đó là dịch chuyển và nhân bản của đối tượng. Đấy. Vừa nãy chúng ta có nói về nhân bản đối tượng đúng không? Thì chúng ta nói rằng là tôi chọn một đối tượng này, sau đó thì tôi thiết lập cái tham số duplicate distance ở đây để tôi có thể là yêu cầu là cái đối tượng mà khi nhân bản ra thì nó sẽ nằm cách cái đối tượng kia bao nhiêu. Đó. Thế ví dụ như là ở đây tôi cho một cái thằng là 0 đi và một thằng là 100 như thế này chẳng hạn. Thì đến lúc mà tôi nhấp chọn nó, tôi nhấn lệnh Ctrl D thì nó sẽ nhân bản theo dạng như thế này. Đó. Tiếp tục nữa thì cũng sẽ như thế. Tức là nó đi một cái quãng chuẩn theo cái tham số mà chúng ta đã yêu cầu. Thế thì đây là làm bằng lệnh đúng không?
Nhưng chúng ta còn có một cách nữa, tức là chúng ta nhấp chọn đối tượng, sau đó thì chúng ta sẽ kéo nó đi một đoạn nào đó. Đến vị trí mới rồi thì đừng nhả phím trái ra và các bạn nhấp chuột phải một cái, thì nó sẽ tạo ra bản sao ở cái chỗ mà các bạn nhấp chuột phải. Thế thì với những cái lệnh như thế này thì tôi cũng có thể là nhân bản ra rất là nhiều đường gai nghiêng bằng cách là tôi nhấp chọn đối tượng, đúng không? Sau đó thì tôi sẽ kéo nó đi một đoạn nào đó, rồi thì ở cái vị trí mới thì tôi có thể là thế đây ạ, nhấp chuột phải thì tôi sẽ có một loạt các cái đường gai nghiêng như thế này cùng một cái góc độ xiên với nhau để mà tôi dẫn hướng cho nhiều đối tượng khác nhau. Đấy. Thì cái điểm đặc biệt là Corel nó cũng cho phép chúng ta nhân bản cái đường gai này bằng cái thao tác giống như là nhân bản với các đối tượng. Đấy, nhưng mà các bạn nhớ là nó chỉ giải quyết cho chúng ta là cái thao tác nhân bản thủ công thế này nhé. Còn lệnh duplicate là dành cho một đối tượng chứ không phải là nhân đường gai. Cho nên nếu các bạn nhấn phím Ctrl D thì nó sẽ lại không nhân bản đường gai đâu. Đấy, thì bổ sung thêm một cái khái niệm về các cái đường gai này. Thế và đường gai thì nó có thể là có rất là nhiều, tùy theo cái yêu cầu của chúng ta là muốn gióng với bao nhiêu đối tượng, dẫn hướng cho bao nhiêu đối tượng. Thế nhưng mà nếu mà đường gai này mà kéo ra quá nhiều, đến một lúc nào đó thì chính chúng ta cũng sẽ thấy là nó rất ảnh hưởng tới cái trường nhìn của chúng ta, nó làm cho cái bản vẽ của chúng ta có thể là bị rối mắt bởi những cái đường này. Thì có hai cách, một là các bạn tắt tạm thời nó đi, giấu nó đi bằng cách là bấm vào này, tắt hay bật đó. Thế còn muốn xóa hoàn toàn thì các bạn phải xóa nó bằng cách là chọn và nhấn phím delete để xóa đi. Tuy nhiên là khi mà chúng ta chọn này thì các bạn thấy rằng là cái nào được chọn thì nó sẽ có màu đỏ, chỉ những cái màu đỏ thì mới được quyền là xóa đi thôi. Đây, nhấn delete, xóa đi. Thế nhưng đây có rất là nhiều đường gai. Tất nhiên tôi có thể giữ shift, tôi chọn lần lượt các đường gai mà tôi cần. Nhưng như thế này thì rất mất thời gian. Và để chọn nhanh, chọn hết tất cả những cái thằng này một lần, thì tôi sẽ vào menu edit. Trong menu edit này thì tôi sẽ chọn lệnh select all. Trong select all tôi sẽ chọn cái thứ ba là guideline. Khi tôi chọn lệnh này thì toàn bộ các đường gai hiện đã được kéo xuống cái trang làm việc sẽ được điểm đỏ lên một lần, tức là được chọn hết tất cả. Và bằng cách này thì tôi có thể nhấn phím delete để xóa một lần sạch sẽ tất cả các đường gai nếu mà tôi không còn có nhu cầu dùng nó nữa. Đấy, thì đấy là một vài thao tác các bạn cần nắm được khi mà cần trợ giúp về dẫn hướng, thì các bạn có thể kéo các đường gai ngoài các đường dọc, đường ngang, có thể kéo các đường chéo. Đấy, xoay ra và tạo thành các đường chéo, và ngoài ra thì chúng ta còn có thể nhân bản. Và vừa rồi là chúng ta làm quen thêm cái thao tác là lựa chọn tất cả đường gai để xóa đi, hoặc trong một trường hợp nào đó vẫn chưa muốn xóa thì chúng ta có thể tạm thời giấu đi để cho đỡ rối mắt.